tội lắm chị, tội xuống Nhi thì ghê luôn. Ổng học ca sĩ á, cho nên cái kiểu đầu tóc như HKT vậy chị. Tội ổng dễ sợ, tôi ưng nào. Hồi xưa bả đi làm, nay em còn thanh nhạc á, em đi làm thêm thôi, lương có chịu mấy à, nên không có tiền. Thì bả thấy bả đi làm không có tiền thì bả dành bả trả tiền. Bả không cho em trả, bả kêu phục vụ ra bả tính tiền cái bill đó là 30 ngàn. Bả đưa 100 ngàn bả kêu khỏi thói. Trời ơi. Tôi đi học cũng hứa với mẹ là học xong đi làm thời gian rồi sẽ lấy chồng người lo. Nhưng mà khi đi lên đây đi làm á, xong gặp ông này nè là thích ổng rồi, thương ổng rồi, không có ý định là sẽ lấy chồng nữa. Em xin chào cô Hồng Vân, cô ấy Quốc Thuận, tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Tiến Hào, em 27 tuổi, hiện tại em đang là quản lý nhà hàng. Dạ, lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả trong trường quay hôm nay ạ. Dạ em tên là Võ Thị Thủy Tiên, hôm nay em 27 tuổi. Hai đứa bạn 27. Dạ. Lần đầu tiên Tiên và Hào gặp nhau như thế nào? Dạ thì lần đầu tiên thì hồi trước đó là em đi làm chung với cậu của vợ ở tại siêu thị á. Thì hôm đó là cậu quên mang đồ, mới nhờ là vợ ở nhà mang lên. Thì gặp lần đầu tiên thì nhìn bà này khoái, thích liền. Tại vì bà xinh. Xinh. Đó. Xong rồi cái bà đi về mới nói với ông cậu vợ là thôi bây giờ anh Phú ơi em làm cháu anh được không? Dạ. Cậu vợ mới nói là quan trọng là mày có cua nó được hay không. Còn Tiên sao? Em trời ơi, ghét cha nội này lắm chị. Tội xuống Nhi thì ghê luôn. Ổng học ca sĩ á, cho nên cái kiểu đầu tóc như HKT vậy chị. Trời ơi, ghét dễ sợ. Không ưa miếng nào luôn. Rồi như vậy là không ưa. Không ưa, còn đây là ưa. Thế là bắt buộc là đây phải là đi cua đây rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là em lên kế hoạch liền. Ông cậu cũng hay nhờ đưa về lắm. Thì đi về nhà phòng bà này. Trên đường đi thì lúc làm chung thì ông cũng có nói là bà này bà hay thích mặc đồ bộ. Đồ bộ kiểu ở dưới quê á. Thì về thấy bộ đồ bộ treo ở trong phòng mấy bộ luôn, quá trời. Hỏi ủa anh Phú, bộ mẹ anh dưới quê mới lên chơi hả? Bả trên ghét, bả tức lắm. Nghe nói là thấy ghét chị là càng ghét hơn. Cái thời điểm nào là em bớt ghét ông này? Lúc ổng thả thính em. Ừ. Sau đó cái bà chị bả mượn điện thoại em gọi cho anh trả. Xong cái bắt đầu em cũng ngày xưa có cái tật là ai gọi cho mình bị nhỡ, xong mình gọi là bị nhỡ mình nghe tiếng. Nghe tiếng em biết cha nội này xong tắt máy. Cái mới nhắn tin hỏi ai vậy. Xong người anh trả mới nói là anh Hào đồ. Xong người từ từ mới nhắn tin qua lại rồi trả mới thả thính em. Xong người mới rủ đi uống cà phê. Trong cái buổi lần đầu tiên gặp gỡ đi uống cà phê như vậy đó, ảnh có thể hiện cái tính ga lăng, cái tính đàn ông của ảnh với em không? Hôm nay này anh nói ra em thấy nhục. Sao vậy? Em thấy nhục. Tại vì cái lần đầu tiên đó, hồi xưa bả đi làm, đó em còn học thanh nhạc á, em đi làm thêm thôi, lương có triệu mấy à, nên không có tiền. Thì bả thấy bả đi làm bả có tiền thì bả dành bả trả tiền. Bả không cho em trả, bả kêu phục vụ ra bả tính tiền cái bill đó là 30 ngàn. Bả đưa 100 ngàn bả kêu khỏi thói. Trời ơi. Giống như trời ơi. Trời ơi. Sao em manly quá vậy em? Đó, nhục muối mặt luôn. Từ đó về sau là không đi uống cà phê nữa. Rồi làm đi sao mà yêu nhau được? Thì hai vợ chồng cứ nhắn tin qua lại nói chuyện. Xong rồi ổng thì ổng làm chung với cậu em. Cứ đưa cậu em về nhà. Xong rồi ngồi ở nhà nói chuyện. Dạ, mua đồ ăn gì ăn uống thôi. Chứ không có đi uống cà phê nữa. Sau đó thì dọn về ở chung. Ông cậu mới rủ về ở chung bốn người. Vậy ông cậu vợ, vợ ở chung em người, với lại ba, chung với em. Cái chị kia là bốn người ở chung phòng. Thời gian đó yên ổn không? Thì, được bao lâu? Được một tháng thì có biến cố. Dạ. Từ phía ai? Từ phía gia đình em. Ngày xưa ở dưới quê em á là 10 đứa con gái thì lấy chồng Đài Loan hết 7-8 đứa rồi. Xong thì ngày xưa đi học cũng hứa với mẹ là học xong đi làm thời gian rồi sẽ lấy chồng Đài Loan. Nhưng mà khi em đi lên đây đi làm á, xong gặp ông này nè là thích ổng rồi, thương ổng rồi. Không có ý định là sẽ lấy chồng nữa. Xong thì mẹ lên mẹ kêu về quê lấy chồng. Quần áo đồ đạc gì là mẹ gom hết. Không có cho từ biệt bạn bè ở Sài Gòn hết. Xong rồi đi về dưới là mẹ giữ hết điện thoại, giữ tất cả, cắt tất cả liên lạc. Không còn liên lạc được với ai hết á. Xong cũng còn khôn, mẹ lấy điện thoại xong mẹ giấu đó, biết chỗ mẹ giấu là em lấy sim lại. Dạ. Xong cái vô tình là hai ngày sau bạn học của em á, học cấp 3 nó lên nó ngủ đi du lịch với cô giáo, thì mới mượn cái điện thoại của thằng bạn gắn sim vô. Xong thì lúc đó mới nhắn tin cho anh kêu là anh đi xuống anh rước em. Nhưng mà cái lúc mà khi em bị mất liên lạc với vợ em á, thì lúc đó em sao? Dạ thì cái ngày mà mẹ vợ lên đón á, thì ngày đó bất ngờ lắm. Sáng sớm là mẹ có mặt rồi, thì mẹ kêu đi về quê gấp vì làm mai cho cái người nào bên nước ngoài đó. Thấy cái tình cảnh giằng co ở nhà thì rất là tức, rất là buồn, mà mình không thể nào nói được, mới ra quán cà phê ngồi khóc. Mà không hiểu tại sao mình khóc. Đó suy nghĩ là chắc là mình có tình cảm với cô này thiệt rồi. Thì khi vợ về quê và liên lạc, vợ nói là có bạn bè gì giờ nó rủ được đi rồi, thoát rồi. Thì anh tìm cách để anh cứu em với. Thì bắt đầu bắt xe về quê. Mà trước giờ không biết cái Hà Tiên là ở đâu hết.
Đi ra bến xe miền Tây, em bán xe về quê thì không có xe ngay đi về Hà Tiên mà phải đi về tới Rạch Sỏi. Thì tới nơi đó khoảng 12 giờ rưỡi. Đêm hay là dạ 12 giờ rưỡi đêm. Đi từ 5 giờ chiều. Thì tới đó thì em mới bắt đầu em bắt xe ôm đi vô Hà Tiên, thì cách đó khoảng 120 cây số. Thì bắt hai chiếc xe ôm để đi, một chiếc chở em và một chiếc chở vợ vậy. Nhưng mà mẹ em là chưa biết em có người yêu đúng không? Tức là mẹ em không hề biết em yêu anh này. Không, hồi lúc thì em có nói là có bạn trai rồi thôi. Chứ mẹ không biết là ai, không biết là nhưng mà mẹ vẫn bắt em là phải lấy chồng. Dạ đúng rồi. Đi tới Hà Tiên em gặp vợ như thế nào sau đó? Thì khi mà đi tới nơi á, em kêu hai anh quay đầu xe sẵn giùm em, có gì là mình phóng đi liền. Phóng liền đó. Cái bất ngờ đầu tiên là khi mình vừa tới nơi á thì cả lớp bà kéo xuống luôn đó. Sao cứu, sao vẫn đi hốt được, vợ đi được. Thì em mới nói là hồi nãy trước khi tới đây em có gọi cho bạn đó rồi, em giả bộ em đánh trống lảng mọi người, tại vì em lâu quá em cũng chưa gặp em gái của em, nó là em gái em họ, để tôi gặp em gái tôi đi đưa đồ nói chuyện xíu tôi về. Thế là em tiếp cận cái bạn mà em gọi điện thoại thì hỏi, thì bạn đó nói là nếu mà vậy thì thôi anh đi chút xíu về thôi. Thì em cũng khó xử lắm. Rồi cuối cùng có đi được không? Dạ đi được. Dạ. Nó lên xe cho đi là đi luôn. Mà hai cái xe đó là hai cái xe cà tàng nữa chứ. Tụi bạn của bà này là đi toàn là mấy cái xe phân khối đồ, mấy xe dữ dữ không à. Em nói mà nó đuổi theo thì mấy hồi. Ok bây giờ hai anh chạy nhanh nhất có thể giúp em đi về tới bến xe là chạy cắm đầu cắm cổ chạy về tới bến xe. Rồi khi mà tới bến xe thì em mới thấy an toàn. Rồi lúc đó sao coi như cắt đứt với gia đình luôn. Dạ. Dạ đúng rồi. Lên tới Sài Gòn thì sáng hôm sau thì gia đình mẹ vợ có gọi lên hỏi thăm là con có thấy con Tiên ở đâu không? Hôm qua đây nó mất tiêu rồi, cả nhà liên lạc không được. Thì bà ngồi kế bên, bà nói bây giờ nếu mà anh nói em ở đây thì em sẽ đi nữa. Là anh cũng không tìm được em luôn, đừng nói chuyện gia đình của em. Thì buộc lòng là em phải nói dối là em không gặp, không liên lạc được. Còn em thì sao? Tại vì không gọi được cho anh này chắc chắn phải tìm cách để mà liên hệ với em. Em bỏ sim điện thoại luôn, là không liên lạc được luôn. Cắt đứt với gia đình luôn. Dạ đúng rồi. Bao lâu? Cắt đứt với gia đình dòng họ em hết thì chắc là 3 năm. Ba năm trời. Dạ. Rồi như trong thời gian đó là hai đứa đã kiên quyết mình chọn nhau rồi. Dạ. Mình như là vợ chồng luôn rồi. Dạ, đúng không? Dạ. Đó, chỉ có là chưa tổ chức đám cưới thôi. Dạ, đúng không rồi. Nè. Rồi suốt cái thời gian đó em không biết tin tức gì của gia đình em luôn, hay là em cũng vẫn có hỏi thăm ba mẹ là... cũng đi tìm em. Nhưng mà giờ tìm biết đâu mà tìm thì đâu. Dạ cứ gặp bạn em thì hỏi có biết em này kia không. Có khóc dữ không? Ba mẹ có khóc dữ không? Khóc nhiều. Còn em? Em thì cũng nhớ nhà. Nhưng mà lỡ thương chồng rồi gia đình chồng thì sao? Gia đình thì... bên nhà em thì chấp nhận hoàn toàn. Thì mẹ lo hết. Từ cái chuyện mà lên ăn ở chi phí sinh hoạt này nọ mẹ lo hết. Mẹ chấp nhận. Khi gọi về thì mẹ nói là bây giờ nếu mà con đã đi theo thằng Hào vậy rồi thì thôi cứ gọi mẹ là mẹ đi. Coi như là vợ. Nhưng bây giờ ba mẹ em đã chấp nhận chưa? Dạ chấp nhận rồi. Dạ chấp nhận rồi. Thì cái thời điểm mà chưa chấp nhận, tụi em có suy nghĩ làm cách nào để cho ba mẹ chấp nhận không? Dạ có. Lúc đó là lúc em ăn bỏng bé là có điện cho cha với mẹ, mà kiểu mẹ dặn cũng quan tâm tới. Thì em điện cũng mấy lần, xong rồi em cũng giận em không gọi. Xong rồi tới sanh con bé em nó được 3 tuổi, thằng nhóc em của em á, lấy hình trên Facebook về nó cho ba coi. Xong rồi ba thấy cháu ngoại thấy cưng quá mới năn nỉ mẹ. Cho nên để coi là con gái sống như thế nào. Thì ba lên thì thấy cuộc sống của vợ chồng em thấy ghẻ với lại cháu ngoại thương lắm. Xong rồi mới về là cho mẹ đi lên. Mẹ lên coi cuộc sống như thế nào là mới chấp nhận, là mới nhìn lại. Mới cho đi về quê. Dạ. Có nghĩa là bây giờ mọi thứ thuận thảo hết rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Là mới đi thôi đúng không? Dạ, ba dạ, năm sau 3 năm. Nhưng mà so với thời điểm này nè thì mới có một năm mấy thôi. Mới năm mấy thôi đúng không? Dạ. Vậy là sau đó là tụi em tổ chức đám cưới lúc nào? Lúc ba mẹ em nhìn em lại rồi á. Nhìn lại được là con bé em được 4 tuổi mới tổ chức đám cưới. Là cũng mới đây thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đã hạnh phúc rồi, nhìn thấy khuôn mặt là thấy hạnh phúc lắm rồi đúng không? Có mấy bé rồi? Dạ em mới có một bé 5 tuổi thôi. Gái à? Dạ đúng rồi, em gái. Chúc mừng hai em. Rồi. Chuyển bước nè, chuyển mình. Chuyển nè. Bây giờ mình chuyển mình nè. Chuyển mình qua sau hôn nhân nè. Đó bây giờ thôi, giờ trước tiên là Hào đi nha. Cổ có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì hơi bị nhiều. Có cái tật là hay thích dỗ mông, sờ mông em. Ôi trời ơi, có tật bắt yêu mà. Trời ơi, cái mông bự ơi, dỗ sướng lắm luôn á. Em đi làm về là em cứ thích dỗ, thì dỗ xong sướng. Mà dỗ mạnh không? Dỗ mạnh lắm. Trời ơi, bà dỗ vậy nè, bà dỗ cái bóp xong rồi, bà ngắt vậy nè. Có lúc nào mà bà wow. Dỗ mạnh quá mà em quậu luôn. Có luôn. Mà lúc đó quay qua làm sao? Quay hỏi, bà làm gì vậy? Bà bị điên hả? Nói về tật xấu thì cũng đáng chưa yêu. Đúng không? Dạ. Đáng yêu. Tật gì khác không? Hay quên. Với lại bừa bãi. Cởi giày ra, cởi vớ ra, dục ngay cầu thang. Ngày nào em về cũng phải xách lên. Em bỏ ngay cầu thang là em để gọn gàng vô bộ. Cái bữa em giả bộ em hỏi, ủa sao nay vợ giỏi vậy? Mà vớ lên để toilet luôn hả? Nói, không lẽ quên hoài cho anh nói. Trời ơi, có luôn. Bà nói rồi, bà tưởng bà quên, bà mang lên luôn rồi. Cái em nói, dạ tôi mới xách lên đó chị hai. Bà mới im. Tại vì ai kêu cũng kỹ chị.
kỹ thì em ổn lắm. À, còn chút nữa tới em khui nha. Bây giờ tiếp theo nữa nè. Bây giờ có cái tật xấu gì mà nó là đặc thù của phụ nữ không? Có ghen không? Ví dụ như ghen đó. Ừ đó. Dạ trời, ghen thì kiểu là vô đối đó. Đi làm mà nhắn tin chỉ cần một phút thôi, không trả lời là bắt đầu nhắn tin lại là anh đi chơi với gái rồi đúng không? Anh đang nhắn tin cho con nào mà không trả lời tôi? Vậy chứ em mới vô tin Zalo ổng lại em thấy vừa chia cặp mà không chịu trả lời. Tại vì Zalo là có mạng mà nó chia cặp thôi. Em đâu có biết tôi mà trả lời. Chị biết sao không? Ông bác này nè, ổng đi ra đường á là ổng nói chuyện dẻo miệng lắm. Ai cũng khoái ổng trơn á, đàn ông đàn bà trai con gái nít diễn khoái ổng trơn á. Ghen chứ trời. Có bao giờ mà trời được đàn ông thích không? Có, đây để em kể nghe. Em mới đi hai ngày nay là em đi làm bữa trước, xong cái nhóc ở trong siêu thị á đi ngang, hello chế. Trời ơi chế, em thích chồng chế dễ sợ luôn nha, đẹp trai dễ sợ luôn. Nói thẳng luôn. Nó nói thẳng với em luôn. Luôn là thích chồng em luôn. Đúng rồi, nhiều đứa lắm. Xong cái nhóc kia, trời ơi chị em thích anh Hào ghê luôn á, đích bự quá. Rồi bây giờ tới em đó, ổng có tật xấu gì không? Đầy luôn. Xin vợ là vợ ơi, cho anh một tuần lễ chơi game 3 ngày, một lần thì là 3 tiếng. Thì em ok, thì anh cứ chơi đi. Xong cái ngày nào cũng chơi hết chị. Xong cái em quạo lên kêu là không cho chơi nữa. Kêu con bé em á, Ní ơi, nói mẹ là cho ba chơi game xíu ngủ. Thì bà nhỏ nó cứ tới ngày nào khoảng 7-8 giờ là mẹ ơi cho ba chơi game xíu ngủ nha. Ngày nào cũng như ngày nấy, kỹ kinh khủng luôn, kỹ mà kỹ vô duyên lắm. Vợ chồng mà đi chơi hay đi về quê hay đi đâu biết, tự mình ship đồ không? Em ship xong đổ ra ship lại, vậy ship đồ thấy gớm. Thì ổng xài máy tính ổng á, em mới có lao mới quét ngày hôm trước, xong qua hôm sau. Vợ lao máy tính anh chưa sao bụi không vậy? Dạ. Sạch sẽ quá đáng đó đúng không? Đúng rồi, phòng em mới vừa lao là ổng lên trên niệm cáp ngồi, ổng lấy hai chân ổng chà, xong rồi sạch sẽ cho mới lên niệm ngủ. Như kiểu là phòng bụi không vậy chị? Vợ ơi, vợ giặt đồ anh á, vợ nhớ lộn lại nha. Vợ giặt thì vợ để mặt như vậy mà, vợ phơi vợ lộn lại. Trời ơi, em mắc lỗi dịch dễ sợ luôn. Nói chồng muốn chồng vô chồng làm đi. Không, nhưng mà cái đó đúng. Ổng kỹ nhưng mà ổng có làm không? Ổng có, vấn đề là ổng có làm hay không thôi chứ cái thì kỹ đó là cái đúng. Cái vấn đề như là đồ đạc đồ thì ổng đâu có giặt bao giờ đâu, ít giặt lắm. Chỉ khi nào mà em đi làm về khuya mà em mệt á thì ổng mới giặt. Còn cái nữa là ổng sợ chuột. Trời ơi, ổng sợ mấy chị đàn ông mà chưa có ai sợ chuột như chồng em luôn á. Nửa đêm ngủ 2-3 giờ sáng, em mới đi ra em đi toilet xong đi vô em ngủ tiếp. Cái tay ổng đi ra ổng đi. Mình là mình đang mê man ngủ. Xong chạy vô, vợ, hỏi gì anh? Con chuột trong toilet á, anh đóng cửa rồi, vô đập nó đi, vô đập con chuột giùm anh đi. Trời ơi, mắc lỗi dịch dễ sợ luôn chị, đang ngủ mà ngon. Đúng rồi, đang ngủ mà giật đầu về lại. Vợ ơi, vô toilet con chuột giùm anh đi. Chưa, thả bơm, là thả bơm kinh niên luôn. Thả xong còn đối thượng gái nữa, ní đúng không ní? Ní thả đúng không? Cái bé đâu có đâu, ba mà, đâu phải là con thả đâu. Rồi sẵn nó nói luôn nè, mong muốn ổng thay đổi cái gì nè. Em cũng không mong muốn thay đổi gì nhiều, chỉ là bớt thả thôi, bớt thả thính. Bớt thả thính? Dạ, đúng. Thì nói thính thôi, nên nói thính cho lịch sự chứ không thả mềm đó. À, bớt thả mềm kia nó khác nha. Thả mềm kia nó khác à. Nhưng mà thả đó là đường tiêu hóa tốt đó nha. Chỉ mong gì nữa không? Bớt vậy thôi gì? Thế thôi, em chỉ mong ổng nhiêu là được rồi. Nói chung là ổng gì cũng được. Mong muốn cô ấy thay đổi đi. Em chỉ mong vợ là bớt suy nghĩ, bớt ghen. Tại vì vợ em có cái tật á là hay suy nghĩ xa lắm. Chuyện bình thường mà vợ em suy nghĩ lên tới trên mây luôn. Suy diễn luôn hả? Dạ. Với lại lo cho sức khỏe. Vợ em không có chăm chút cho sức khỏe của mình. Bệnh thì lười uống thuốc, kia đi khám bệnh thì cũng không chịu đi. Là chị có mong muốn vậy thôi? Dạ, chị có vậy thôi. Thực ra cái chuyện tụi em á là chị nghĩ là tụi em cũng không cần phải thay đổi cái gì nhiều. Tại vì thấy cái mong muốn thay đổi này nó rất là đáng yêu. Chị thấy tụi em vượt qua quá trời những cái khó khăn gian khổ mới đến được với nhau. Dạ. Bây giờ một năm trở lại đây là hạnh phúc rồi, là bởi vì gia đình bên em đã chấp nhận thuận thảo. Thì đó thì cũng chỉ chúc sao mà cho tụi em cứ vậy mà phát huy. Nói chung là tình yêu của các em nó có quá nhiều hương vị đó. Cái tình yêu của em nó mãi mãi trong đầu của anh á. Để sẽ có một dịp nào đó anh sẽ làm một sản phẩm đó. Với cái câu chuyện của hai em nha. Cảm ơn hai em. Mới bước ra tưởng được hot boy hot girl không ạ? Hai em có thể giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Đức, em 27 tuổi, hiện nay là giáo viên và ngoài ra còn làm MC nữa. Wow, giáo viên và MC hàng gì cũng giọng rất là ấm loát quá. Nhưng mà 27 tuổi như vậy là em quá trẻ so với lứa tuổi của mình đó. Nhìn chị tưởng tụi em cỡ 21-22. Hai nói vậy hả? Còn em? Em tên là Huỳnh Mỹ Diệu, năm nay em cũng 27 tuổi, hiện là giáo viên và là diễn viên múa. Đây nè, bây giờ để biết thể là em có thể đoán cho biết rồi. Chắc có lẽ là Diệu đi múa trong một cái đoàn nào đó và trong một chương trình nào đó và vô tình gặp ông xã của Diệu đúng không? Thật ra không phải vậy, tụi em gặp nhau cách đây là 10 năm. 10 năm? Dạ, tại một ngôi trường cấp 3. Dạ, 17 tuổi đúng không? Dạ không, 15 tuổi. À, 15 tuổi. Dạ, em cứ được 2 năm.
là đã cưới nhau được 2 năm. Quen nhau 10 năm, cưới 25 tuổi thì lấy nhau. Chắc chắn cặp vợ chồng này sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Lúc đó hai đi học lớp 10 và hai đứa học khác lớp nhau. Hôm đó thì ở trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, thì em có nghe nói là cái lớp bên cạnh có cô gái nó hát hay lắm. Thế bắt đầu là em thăm dò đối thủ của mình. Chà. Tức là em được, em là đúng người rồi. Đại diện cho lớp em. Dạ đúng rồi. Còn bạn này là người đại diện cho lớp bạn. Dạ. Hai bạn coi đối thủ của mình sao đó phải không? Dạ. Thì sau cái cuộc thi văn nghệ đó thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Vì người gì đâu mà nhỏ xíu lùm kịch. Ông do ông nhất à. Lúc đó anh đứng ngang bằng em mà. Nói thật ra em chưa có dậy thì nữa. À, trời ơi, chưa dậy thì. Dạ, em cao khoảng 1m45 mà nặng khoảng dưới 40kg thôi. Trà. Dạ. Là thế nhỏ thì. Nhưng mà được cái là lúc đó em hát ở phòng trà cho nên là lúc đó em biết chạy trước rồi chưa có diện. Cái gì? Lớp 10 là đấy đi hát xong phòng trà. Lúc đó chưa vỡ giọng nên hát giọng nữ. Có nhớ là lúc đó anh hát bài gì không? Hát chẳng hạn như là Trống Vắng. Em hát thử bài Trống Vắng rồi. Ở đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn, buồn vì em. Đó. Chị muốn nghe đối thủ hát coi sao? Lúc đó đối thủ là hát nhạc của ai? Dạ thì em vẫn hát nhạc học sinh thôi. Lúc mà thi văn nghệ thì em hát bài Phố Xa. Phố Xa. Em hát nghe câu. Phố xa ngỡ như thần gần. Đi bên em chiều trên phố vắng. Mơ về một ngày có mưa em về. Về cái nhìn ban đầu về chồng em, chắc có lẽ là chồng em ngày xưa chắc cũng tươm tất, cũng lịch thiệp giống như bây giờ đúng không? Dạ, cái lúc mà đi học là mặc quần ống le, giày mũi nhọn vậy nè. Rồi tóc thì chải chuốt, lúc nào cũng bóng láng trơn và xịt dầu thơm phức luôn. Kể cho tụi chị nghe cái ấn tượng đầu tiên mà lúc mà hai đối thủ gặp nhau thì như thế nào? Thấy cô bạn rất dễ thương, rất là hiền nữa, cho nên là lúc đầu em thích đối thủ của mình. Rồi lúc đó sao? Tại vì anh cũng nhét lắm, cũng chẳng đi. Dạ. Hôm đó em nhớ là đang ngồi tại ghế đá trong sân trường, ảnh chạy lại bất chợt thì đưa gói quà cho em. Rồi chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn là ai đã tặng nữa. Anh thường xuyên là như vậy. Anh mặc dù là đứng gần khoảng có 2 mét thôi mà anh cũng không dám tặng quà nữa. Anh phải nhờ người khác tặng. Em ngại mắc cỡ. Tại vì mối tình đầu nữa mà. Cho nên em mà chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái lần đầu tiên á, tụi em có thể tiếp cận ngồi gần nhau để có thể nói bằng lời được. Yeah. Thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đó thì sang nhà người bạn ăn uống. Thì sau khi ăn xong á, thì em thấy bạn của em đi ra ngoài võng ngồi. Thì lúc đó em mới mặn dạng mong men đi theo để ra ngồi chung. À, anh khều cái vai em. Kìa. Ê, cho ngồi kế dưới. Em cũng nhích qua cho ngồi mà mình im lặng một hồi. Xong rồi mới quay qua mới nói ức đi yêu y, yêu dị. Có hiểu không? Cái gì nói lớn dạ, em nói là ức đi yêu y, yêu dị. Ủa, ông nói tiếng nước nào? Dạ. Cái đó là tiếng lóng mà phổ biến đến 10 năm trước. Rồi anh hỏi em có hiểu không? Em cứ giả vờ nói gì chẳng hiểu gì hết trơn. Em hiểu rồi. Không có, em hồi nãy là em dùng cái từ giả vờ có nghĩa là em đã hiểu mà em giả bộ đúng không? Dạ tạm thời là em cũng hiểu. Bắt em nói lại nhiều lần đến nỗi mà em bực nhưng mà em lại ngại không dám nói thật. Thì lúc đó thì có một người bạn sau lưng mới la lớn lên là thằng Đức nó nói nó yêu dịu đó. Nhưng mà em cảm thấy là hơi bị nhục bởi vì tỏ tình cũng để người khác nói dùm nữa. Chưa chịu đồng ý nữa. Nào thì mới đồng ý. Dạ phải nói là đợi năm sau nữa để xem thái độ của em thế nào. Đó là lớp mấy? Lớp 10 gặp nhau. Lớp 11 mới nói được câu đính lóng đó. Rồi đợi lớp 12 mới cho đồng ý là yêu. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em hẹn hò á, anh nói là anh không biết chạy xe đạp. Toàn là em chạy không mà em chở. Có một lần á là có hai cái anh chàng anh chạy lên anh cứ ghẹo em. Anh nói bé ơi em dễ thương quá. Thì ngồi đằng sau tức lắm chị. Thì hai người này thấy vậy thì cứ chạy theo, cứ trêu, cứ nói là bé ơi bé chở em trai đi đâu vậy? Dạ. Em trai em dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó em ngồi sau lưng em nhéo bạn gái em. Dạ. Anh ngồi sao không nhéo không ngắt thằng kia? Em tức lắm nhưng mà là lúc đó mình chưa vậy thì chưa còn nhỏ con, cho nên mình không có dám phản ứng lại, mình sợ mình sẽ đánh không lại người ta. Đúng rồi. Cho nên mình im luôn, ngồi yên trong mình cứ nhéo bạn gái mình kìa gì người ta gọi kìa. Trời ơi, chắc vậy, chắc dở luôn cái eo á, bầm tím. Vừa chạy đến trường á thì em xuống xe. Ảnh giận ảnh ngồi hoài trên xe anh không chịu xuống vậy đó. Em như trẻ con á, giận ngồi. Đó là trẻ con chứ còn như gì nữa. Dạ. Rồi không lẽ tới bây giờ vẫn không biết chạy xe đạp? Tao có vụ án đó. Là em tức là quyết tâm em tập đạp xe đạp để không bao giờ cho bạn gái mình chở mình nữa. Vậy hả? Rồi chồng của em lúc đó thì quá trẻ con. Vậy thì bao lâu thì em mới thấy được một cái sự thay đổi? Sau khi học hết cấp 3 thì em cảm thấy ảnh càng ngày càng trưởng trẻ. Nói nghe nè, hỏi câu tế nhị nha. Ở cái tuổi khoảng chừng 20 cho đến 25 là đã tương đối là chững chạc nếu như lúc đó bắt đầu yêu đúng không? Yeah. Và có thể hiểu biết được những cái kiến thức sơ đẳng nhất trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì chị rất là muốn biết là
tụi em có giữ gìn được cho nhau cho tới cái lúc tụi em cưới nhau không? Rất là trong sáng chị ơi. Cái thời gian đầu là em chưa dậy thì chắc chắn là không làm được gì rồi. Khi mà dậy thiệt phải cái lúc em hiểu. Bây giờ anh không muốn hỏi là trong cái giai đoạn là dậy thì nữa, mà bây giờ anh muốn hỏi cái giai đoạn dậy rồi. Em dậy thì rồi á, trong cái tư tưởng của em phải gọi là cổ hủ phong kiến đó. Em không muốn đi xa. 100% là tình yêu của tụi em trong sáng, nó ngây thơ lắm. Tụi em giữ gìn cho nhau. Có đêm tân hôn không? Dạ có đêm tân hôn, nhưng mà đêm tân hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi em nói chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn, tối nay không biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có truyền đạt phải không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là run bừng bực luôn á. Hầu như là em phải nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Sau khi cưới nhau rồi á thì em có nhận ra được cả chồng của em có một cái điều gì đó nó khác hơn so với trước đây không? Thì mới bất ngờ là ảnh thích xem hoa hậu. Ảnh cực kỳ thích xem hoa hậu. Bây giờ thậm chí anh hỏi ảnh xem là người nào tên gì, hoa hậu đó đăng quang năm nào, giải gì là ảnh nói được hết. Anh thấy đàn ông mà mê xem hoa hậu là chuyện bình thường thôi, anh cũng đi xem bình thường thôi. Chị hơi thắc mắc vậy nè, em mê hoa hậu như vậy tại sao không có ý định đeo đuổi một cô hoa hậu nào mà em lại là đeo đuổi vợ em suốt 10 năm như vậy? Em đầu tiên là tại lúc em mới 15 tuổi là em đã bị vợ em chiếm trọn trái tim rồi. Cái thứ hai là cái chiều cao của em không cho phép khi mà quen với lại người mẫu hoa hậu. Em lùn quá mà. Rồi chồng em ngoài mê hoa hậu ra thì chồng em còn có cái tính gì nữa không? Ảnh cực kỳ kỹ tính. Anh kỹ đến nỗi mà tóc em rụng xuống, ảnh lật đật, ảnh chạy lại, ảnh lụm, ảnh bỏ vào sọc rác. Kèm theo cằn nhằn nữa, tóc gì mà rụng hoài. Dạ. Hồi nãy giờ vợ em nói ưu và khuyết của em rồi, bây giờ vợ của em là khuyết và ưu của vợ em như thế nào? Vợ em thì là một người hay giận, giận vô cớ nữa. Em đi đâu không nói cũng giận, em làm cái gì không bảo cũng giận. Nhiều khi học sinh gọi điện thoại cho em hỏi thăm bài vở rồi cũng giận nữa. Em cũng không hiểu sao là học sinh lại quý ảnh như vậy nữa. Nhiều khi hả, ảnh đi dạy về thỉnh thoảng cứ đưa cái lá thư tỏ tình, đưa một món quà học sinh tặng. Thấy chưa? Và không ngừng ở đó, có một số học sinh gọi hỏi trực tiếp: thầy ơi, bây giờ con yêu thầy tính sao? Nhưng mà em biết là học sinh nó ngây thơ lắm, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nghĩ sâu xa đâu. Chắc không đó, học sinh ngây thơ. Em sao vậy? Tự nhiên em đốt nhà người ta. Em hay quá ha. Không, bây giờ thật ra bây giờ hôm nay nồi nói chuyện nhau là có cái gì phải nói quỵt tẹt ra đúng không? Đó, anh muốn nghe một cái tật xấu gì đó của chồng em mà là trong đời sống hàng ngày mà em phải gặp. Cực kỳ nóng tính. Cái gì có người này mà nóng tính? Ví dụ như mình đang nói chuyện như thế này, ví dụ rồi mình gọi thì anh nói là đang bận rồi, mệt quá lát nói đi. Nhưng mà thực ra với cái điều em kể chị thấy là đâu có nóng đâu. Em mà khi mà dựng lên hay là nổi nóng á là đồ đạc nào gần tay em là em cầm em chọi hết. Và em chọi chỗ khác chứ không có chọi vợ em. Ghen vợ hả? Dạ ghen chứ. Ví dụ như là lúc nào cũng muốn vợ xinh đẹp, đồ đẹp, váy là phải ôm có đi phát để tôn dáng vợ lên. Thế mà đi ra đường á, ai mà liếc mắt nhìn cái là kéo áo lên, kéo váy xuống khép chân lại. Thôi vậy kể từ lúc này thì anh chỉ nhìn em thôi, anh không bao giờ nhìn vợ em nữa. Vậy thì cái tính hay ghen của em á, em có kiểm tra vợ không? Chắc là vợ kiểm tra em. Kiểm tra em hả? Em thường xuyên gọi điện thoại. Ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm gì vậy? Anh đi với ai vậy? Anh ăn gì chưa? Lúc đó là em bực bội đó. Tức là vợ thì kiểm tra chồng bằng cái hình thức đó. Dạ. Rồi có khi nào em bị chồng kiểm tra trên một cái hình thức khác chưa? Đó. Kiểm tra. Chồng em kiểm tra chắc chỉ kiểm tra răng em. Ủa là sao? Tại vì anh quá kỹ tính và quá sạch sẽ. Nên một ngày anh bắt em đánh răng 2-3 lần. Đối á, mà em hỏi mà đánh răng chưa, mà giả bộ mà nói đánh rồi á là em sẽ kiểm tra. Vậy em nhìn nó làm cái đánh răng chưa là rồi liền. Hèn gì nãy giờ nhìn vào răng vợ bạn thiếu trắng tươi à. Trời ơi. Vậy bây giờ đó thì em muốn vợ em có những sự thay đổi gì? Bớt giận vô cớ lại, cho em có sự thoải mái á. Thế còn em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bớt nóng tính lại, chịu khó lắng nghe vợ. Chị chưa gặp một cái cặp lạ lùng mà nó lạ kỳ mà nó thi vị như là cái cặp vợ chồng của tụi em. Tại vì tụi em đã trải qua một cái quá trình gắn bó 10 năm yêu nhau như vậy. Đó là một cái khoảng thời gian mà nó không phải là ngắn. Nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái tình yêu khác là vì nó xuất phát từ lúc mà hai em còn là gọi là thiếu nhi. Đó, cho nên là em giữ gìn nhau nó cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì sao? Ghen của vợ em á, nó là một cái bản năng của phụ nữ. Tất cả các bà vợ trên đời đều có những hành động cử chỉ đó khi còn yêu chồng mình. Nhưng ngược lại,
chồng em mà nhiều học trò thần tượng như vậy, có nghĩa là chồng em là một người rất là tốt, người thầy rất là tốt. Cho nên cái chuyện đó là em thấy hãnh diện nghe, đã chứng kiến vậy thì rồi nè, đã chứng kiến trưởng thành rồi nè, bây giờ chứng kiến nhau lúc mà thành lão đi coi nó ra làm sao. Cảm ơn chị. Chào hai em, hai vợ chồng rất trẻ nha. Sao thấy giật gió vậy? Dạ, nó hơi lạnh. Hơi lạnh hả? Dạ. Trời ơi, tôi tưởng cái bớt. Thì không, giật gió sao mà hay dữ vậy ta? Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Dạ. 28 tuổi nhìn giống như 22 vậy đó. Trẻ măng. Trẻ măng vậy. Dạ, kêu bằng con rồi. Ừ. Dạ. Tụi bằng tí ta kiểu là bà ca máy cày á. Tây Ninh dạ. Hả cưng? Dạ, là dạ. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Ồ. Rất trân trọng nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ, chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Tôi nay biết mấy người lên tôi gửi mua bánh tráng Tây Ninh. Đúng rồi, em gửi mua muối luôn. Muối là bá phát luôn á, đúng không? À, rồi nó nghe nè, hai chồng lên đây hồi nào? Lên tối qua hay lên sáng nay? Dạ lên hồi sáng. Nghe hả? Dạ. Tranh thủ tối nay có ở lại không hay về liền? Dạ chắc tối nay ở lại. Vậy đó hả? Dạ. Khám phá Sài Gòn. Ừ, đi coi kịch, đi tặng vé đi coi kịch. Đó, vui. Được không? Dạ. Đi coi kịch đâu? Dạ. Rồi, tối nay là Bạch Xà Truyện phải không chị? Bạch Xà Truyện. Nó thấy chưa, bây giờ mới mặc đồ hát xà truyện rồi kìa. Bạch Xà Truyện hay lắm, đi coi cười chơi. Nha, dạ. Rồi, dạ. Ok, thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Dạ. Bây giờ hai đứa kể cho anh chị nghe. Bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau, có ấn tượng gì về nhau nè? Đứa 21, đứa 22 đó. Dạ. Sao? Mặt gì mà trẻ gì dữ vậy trời. Dạ, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó cái ứng dụng Ola á chị. Dạ, em có tạo cái nick Ola đó cho nhỏ bạn. Vậy là mới đây thôi hả? À? Dạ, Ola chứ không phải Zalo. Ola. Dạ, lâu. Tạo cho nhỏ bạn xong rồi để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ, xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Dạ, em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ, đúng rồi. Dạ, em cua xong rồi. Cua anh này giùm cho nhỏ bạn. Dạ. Trời đất ơi. Cuối cùng. Trường phu thấy sợ luôn á. Cuối cùng cái anh này nó lạng qua mình. Rồi sao nữa. Dạ, xong rồi. Em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn phải không? Yeah. Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc dành từ cái thuở đó luôn rồi. Hàng ngon quá, tước luôn, lấy luôn mật khẩu. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Ủa nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Rồi sau này lúc mà thấy cái nick này nhắn tin là hẹn ra mình gặp mặt nói chuyện. Trời ơi, con gái đó ha. Dạ. Thì lúc đó thì em mới biết là bạn này mới nói là nick đó là của bạn kia, nhưng mà hiện giờ là bạn đó đã sử dụng rồi, là không còn của bạn kia nữa. Nhưng mà lý do gì mà em lại thích ảnh? Có phải là do anh nhắn tin ảnh vui vẻ, anh duyên dáng hay sao mà em lại thích ảnh? Dạ lúc đó thì trên Ola nó có cái trò chơi caro á. Mỗi lần quán caro với ảnh hay cá độ như là cóc ổi xài. Rồi thời gian đầu thì cấp ở xài, thời gian sau ảnh cá độ là cứ thua là bị hung 5 phút. Vậy à? Dạ. Mà hung qua mạng rồi thôi. Dạ không, nếu mà lần gặp đầu tiên là sẽ bị hung 5 phút. À vậy đó hả? Dạ, những gì cái nụ hôn đó mà bây giờ mình mới hỏi cái vụ mà đầu tiên đó, gặp đó, 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 đó. Rồi xong rồi hai đứa là sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, là cách đó bao lâu? Bao nhiêu lâu thì gặp? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Thì cái ngày lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người gì đâu mà bé xíu à. Thấy mà dễ thương. Thấy cũng cái lòng cảm mến.
Thích thích rồi đó. Dạ thích thích đúng không? Còn em thì sao? Dạ, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. À, cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Ừ. Đấy, em dắt ảnh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Mà lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ơi vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Mà trong khi là, em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi ảnh mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp. Sợ cướp xe ảnh. Giống như là hai đứa tưởng là gặp gọi là dâm tặc, còn một đứa thì gặp là cướp tặc á. Gọi là gì đó, hải tặc gì, rừng tặc là gì, lâm tặc đó. Đó hai bên là đều nghi ngờ nhau. Ủa nhưng mà tụi em có còn một cái mà điêu với nhau á là lần đầu tiên là hôm 5 phút mà. Dạ, nhưng mà lần đầu tiên gặp thì mới gặp lần đầu tiên mà là mình đã sợ rồi. Lẽ mình kêu là trả nợ. Dạ. Sợ gặp lâm tặc á cho nên không dám hôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đi là khi cô này dẫn đi đến đám cưới mà không thấy đám cưới mà sao lại đi vô trong nguyên một cái khu rừng đó thì còn là cao su không? Nhưng mà không nghĩ là cô này cũng cô là của lạc đường chứ không phải là cô dẫn mình đi sai đường. Thì lúc đó chứ em. Dạ lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Ớn à, nhưng mà trời ơi. Dạ thì lúc đó lúc sợ rồi nên hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đó đám cưới gì nữa. Là chỉ được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ, dạ không. À, lúc đó là em lại dắt vô ngồi lộn đám cưới. Vô ngồi. Vô ngồi lộn đám cưới của ai cũng không biết nữa, nhìn vòng vòng thấy bên, sao bên mà. Bên đàn trai tưởng bằng gái, đàn dạ, gái tưởng ngược lại. Có một người trong đó ra hỏi là chứ hai đứa bên đàn trai hay đàn gái. Cái em nhìn xung quanh thấy lạ quá, em kêu anh thôi đi ra, như đi lộ đám cưới rồi cái trời ơi. Cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời, cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ. Thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Không mò đường. Mò đường mấy tiếng mò vô đi lạc đám cưới. Dạ xong rồi cũng hai đứa ít đi chơi á, xong rồi mò đường về lại đi lạc nữa. Đi lạc đường quên đường về nhà Úc luôn, đi tới quốc lộ A luôn quay về. Ủa về tới nhà là mấy giờ? À, về lúc đó là đến nhà là 11 giờ đêm. Ừ, tụi em sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ tại lần đầu tiên gặp. Bây giờ là sau khi mà đi thoát khỏi cái rừng đó là biết không phải gặp lâm tặc rồi. Nhưng mà đi lộn đám cưới là chết cha, quen lộn nhỏ khùng. Rồi xong là rối không biết đường về nữa. Bởi vì ra lộn nữa. Trời đất được ơi. Nhưng mà nói chứ ra quốc lộ là mừng rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Nghĩa là cô ấy không phải lục lan thảo khấu. Ừ. Rồi, vậy thì là... sau cái đám cưới đó là bao nhiêu lâu mới gặp lại nhau lần thứ nhì? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng gì mới gặp nữa, tại vì ở xa. Ừ. Dạ, đứa ở huyện Châu Thành, đứa ở Tân Châu, cách nhau mấy chục cây số. Nhưng mà sau cái đêm đó thì là hai đứa là có cảm mến nhau rồi đúng không? Dạ, cái ấn tượng nó không quên được cho nên là mới... Nhớ hoài. Dạ. À. Đúng rồi. Ai mà công nhận á. Ấn tượng cái đó em bỏ nhớ cái chi tiết này bỏ vô phim đi chứ. Nói nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Dạ. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Lớp 10 lúc đó nhỏ. Dạ. Mới càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng 11. Rồi. Lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Với cũng lần đầu tiên gặp bạn trai á nên ảnh là mối tình đầu của em á cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Dạ. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Hả? Dạ yêu thì chưa nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Ừ. À. Và cũng có quen cô đó. Ừ. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương hơn, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Rồi. Là thương là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Nhưng mà lúc đó là chắc chắn là cũng có một chút thời gian là phải bắt cá hai tay đúng không? Trong thời gian có không? Đúng không? Bây giờ phải hỏi sao nè, hỏi vợ nè. Có không? Đúng không? Dạ có. Thấy chưa? À, lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là ai? À, người yêu cũ của mình. Rồi bà xã gì nữa? Đại Nguyên. Bà xã Nguyên còn kia em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, nó bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Ừ. Rồi sao? Rồi quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Đúng rồi, vẫn còn là lớp 10. Dạ. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn
chọn đi, muốn giành cho bằng được đúng không? Phải giành chứ, chứ để mắc cỡ sao thua được. Em vạch ra kế hoạch hẳn hoi, em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là, tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà, cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Rồi cái em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao? Sao sao chưa chọn mà. Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung cái bỏ chạy. Hung cái bỏ chạy để nên nhớ nhung á, là dấn dương hoài luôn. Cứ cảm thấy giống như mình có lỗi vậy đó. À đúng rồi, đúng rồi. Từ cái hung đó em lại, lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Sắp lượt đó. Trời ơi, hung mà gia đình có thấy không? Dạ không. Dạ, chốc cái bỏ chạy vô. Dạ, hung chốc nhóm. Lúc đó em sao? Thì lúc đó em chỉ đứng ngay người ra thôi, em cũng không có biết. Ngớ luôn á, ngớ luôn. Dạ, ngớ luôn. Rồi, hồi bao lâu thì em mới quyết định là em chọn cô? Dạ, khi về nhà thì em cũng có suy nghĩ, nói là thấy cô này thấy thương mình thật sự, thấy mình có tình cảm. Trời. Và bắt đầu em mới quyết định ra quyết định là chia tay với bạn kia. Trời ơi. Là quyết định theo cô này đến bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn. Bọn này chơi cú tít ghê quá. Trời cú đó, lật đó là. Mà công nhận nha, lớp 11 rồi đó. Em cảm nhận được cô này cổ thương em thật sự. Không có 11 rồi đó. Rồi. Rồi. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Vậy là hai mấy tuổi đúng không? Dạ. Rồi cổ có ghen không? Bạn này có ghen không? Lúc mà yêu nhau á. Dạ. Một cây ghen luôn á. Cây ghen. Dạ, một cây ghen luôn. Khi mà em chơi Ola hay là Zalo hay là Facebook là thấy bạn có nick mà có bạn gái trong đó là untrend hết, là xóa hết mấy người đó. Không có cho hai hay là ba bốn gì với mấy cô đó hết. Tại vì xưa bà cua ông là cũng nhờ trên đó mà. Dạ dạ. Đến bây giờ không có cho là quen bạn gái nào luôn. Facebook đồ là Facebook đồ là chặn kiểm soát hết, chặt hết. Mà yêu theo kiểu ghen theo kiểu hề hước vui nhộn hay là sư tử Hà Đông? Dạ sư tử Hà Đông đó cô. Sư tử Hà Đông. À, chỉ cần mà nghe cái mùi thôi là dứt điểm liền. Bà đánh hơi mà biết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có cái câu chuyện ghen nào mà nó đáng yêu không? Mà nó đáng nhớ trong cuộc đời của em không? Em kể anh nghe coi. Dạ ghen đáng yêu thì chắc không có. Đáng ghét. Nhưng mà lý do gì mà ghen dữ vậy? Chắc bộ đào hoa lắm mà hay gì? Dạ thì lúc mà mới bắt đầu thì đã bắt cá hai tay rồi, cho nên cái đó là em suy nghĩ là anh sẽ còn cái tên đó hoài, cho nên là lúc nào cũng đa nghi. À giống như chim mà bị tên một lần đó đúng dạ. Không? Bị trúng tên một lần rồi đó, vậy bây giờ lúc nào thấy xung quanh mình đều là có thợ săn hết. Dạ. Đó, cho nên phải dè chừng đúng không? Nhưng mà có em có bắt gặp trận nào nữa không? Dạ nhiều lắm, nhưng mà quen em rồi, nói là quyết định quen em rồi nhưng mà vẫn nhắn tin kiểu dây dưa với người ta. Dưa vợ, dưa vợ gì không? Dây dưa rồi hết người này tới người kia tấn công em. Ví dụ như là nói là em chỉ là người đến sau thôi, như là hai ba cô gì đó nhắn tin cho em. Cứ nói là đến sau tôi thôi, cho nên là không có giành được đâu rồi này kia. Trời dằn mặt em đủ thứ. Dạ. Vậy đó hả, em bị gọi là bị áp lực dữ vậy luôn á. Nhưng mà em không có sợ. Em vượt qua bằng cách nào? À. Em nhắn lại hay là em hẹn ra em nói chuyện? Nói chung em không hiền cho nên em dạ không hiền. Cho nên em tấn công lại hết, nói chung là em dẹp được hết. Dẹp loạn được hết. Dạ dẹp loạn được hết. Trời ơi. Rồi hai đứa có lúc đó là yêu 5 năm đúng không? Dạ. Rồi đến khi mà học xong rồi bắt đầu mới là làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Vậy có sống chung không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó, thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì mướn nhà trọ thì nó... Mắc. Muốn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin gia đình, có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi. Cho nên là xin cho ở. Tức là nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Dạ. Rồi em về em ở bên gia đình của ảnh. Dạ. Nhưng mà là phòng ai nấy ở. Dạ lúc đó em ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó thì anh ấy nói là phòng ai nấy ở đó. Nhưng mà ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó.
gài cái cửa mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Thật ra mẹ canh mà canh cho em á. Cái cửa nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu là phải bo dầu vô liền đừng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô để cho cái cửa nó kêu cái két. Sợ ổng tối ổng ngủ nghe cái két là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Ê, coi nào mẹ phát hiện không? Dạ không, nói là không có làm gì bậy trong nhà hết. Không biết là không có làm bậy rồi, nhưng mà cũng phải lén phén qua phòng dạ, cho em. Dạ có, ảnh mở cửa, lúc đó ảnh mở cửa qua ảnh tính hung em một cái. Xong đó, rồi, đó, dạ, đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Mới bắt trướng định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Cái xong mẹ nói, em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng á chị. Một lần nghe két á chị. Không, nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là sao? Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm? Dạ. Trời ơi. 5 năm mà 7 năm quen nhau. Ồ ôi, đâu có. 5 năm quen nhau. 5 năm quen nhau, 5 năm ở nhau. 5 năm đám cưới là tụi nó quen 10 năm rồi đó. 10 năm đó. Ồ ôi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Hệ hả? Vậy hả? Chúc mừng nghe. Dạ. Rồi thấy hai đứa đẹp đôi quá. Mà sống chung vậy thì mợ quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Thôi giờ kể đi. Kể tính từ cột mốc là thành vợ thành chồng á. Dạ. Về sống chung nhà đó là xấu cái gì xấu xấu nhất? Trời vợ ơi. Có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ chỉ thấy ghi thành sổ thành cuốn sách thì đóng thôi. Này. Em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn. Là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp mà chỉ có bày ra thôi. Bày ra rồi nhà cửa em khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Là nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục tật xấu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ. Tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Rồi. Dạ. Cướp hết luôn. Cướp hết luôn. Nấu, nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Rồi gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn đi đầy cái nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ làm hết. Sao trăm điều xấu vậy? Ủa như vậy là cô không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Không ăn không rửa chén, bừa bộn. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước á, thì giặt đồ mình giặt bằng tay thì 2-3 ngày giặt một lần, nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Mà ai là người bấm nút? Dạ lúc thì em tự em giặt, tự em phơi. Khi nào mà nhờ giả được vợ em đi giặt thì em phải phơi chứ vợ em là không phơi. Rồi xếp vô là không giặt đồ luôn đó. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà đó. Xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em xếp. Bù đợt vớt lại được. Vớt lại vậy à. Cố tình hỏi đi cho nó lòi cái tính tốt ra đó. Đó. Hiểu không? Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới coi phim, mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Dạ là suốt chỉ là lúc nào cũng điện thoại. Nãy giờ mới thấy được cái hàng đầu đó. Dạ. Lúc có nào, gì? Lúc mở nào, điện thoại có gì? Dạ lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Nhưng mà lúc nào cũng cầm điện thoại. Mà coi cái gì trong đó? Dạ em cũng không biết là coi gì trong đó. Không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Mê trai. Coi ai? Coi Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi. Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới. Dạ. Mê. Dạ. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Ồ, coi mê mà thiết điện Min muốn bóng luôn á. Rồi. Dạ. Họ mê Lee Min Ho đúng không? Dạ đúng rồi. Có coi phim Quân Vương không? Dạ không. Rồi. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không?
Dạ, vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy, nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi, tôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời, nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng khoan khoan, xin hỏi cái nữa nghe. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ, nhớ rất là dữ. Cái gì giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lảm nhảm đó. Lại thêm một cái tật nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi, đủ rồi. Rồi bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè. Dạ, em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ. À, chỉ vậy thôi. Em chỉ mong quan tâm nhà cửa nè, quan tâm nhà cửa nha. Gọn gàng sạch sẽ nha. Được không? Được không? Nha. Trai đẹp là đồng ý cho mê đó. Ờ. Cứ tiếp tục mê Lee Min Ho đi. Tại vì bà coi là ở bên kia thế giới á. Nghe không có sao, không có dạ, ghen. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu anh ít lắm. À, ảnh cũng mê điện thoại. Ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái cú hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Không nhậu nhẹt, không gái cú. Không thuốc luôn. Thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Dạ. À, chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính cái mời, đàn ông phải dính cái mời. Còn gì nữa nè? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Ở dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Tắm nói là đó thì bởi vậy nó trái ngược lại hết. Rồi còn gì nữa không, ráng kiếm cái gì xấu xấu đi. À có nghĩa là sạch sẽ đó mà. Dạ sạch lắm. Nước hoa dữ dội không? Dạ đó, đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Nó đâu có xấu đâu. Thật tốt. Đó thật tốt mà. Ừ. Rồi sao? Có hay cằn nhằn cửu nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm việc nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa cằn nhằn. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Thí dụ nè. Nói dụ như đang vừa lau nhà. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán về em mệt em cũng làm biến. Thì tôi vừa dọn, chồng vừa dọn vừa dạ, nói vừa gì? Dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằng nhằng vậy đó. Hoài tật đó. Dạ tật em thì ai mà lằng nhằng để cho làm luôn em không có làm. Mà cứng đầu mà, nhỏ này cứng đầu. Dạ. Hiểu không? Cho nên là đó ông càm ràm hả kệ em, vừa càm ràm vừa làm luôn. Dạ. Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa. Tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Rồi là lỗi. Nó tại ông, tại ông. Anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Nó tại ông. Tại em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực. Nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho, chồng phụ cho. Đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không bị dậy ráng chịu. Dạ. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ anh bớt cằm nhằn em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Là được làm nhưng mà đừng có cằn nhằn. Dạ. Cằn làm đúng không? Ai biểu ông làm? Dạ, em đâu có biểu ông. Làm đâu, thích thì làm thì ráng chịu. Dạ. Không làm được nửa tháng mới giặt đồ một lần, đồ đâu bận. Chết luôn á. Không, hầu như là nay em giặt đồ không mà ảnh làm nay là đi làm mấy cài rồi đó. Cho nên không có thời gian để mà làm việc nhà nữa. Năm 10 bữa em giặt lần. Mà kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Dạ, hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thứ nhất em là làm ở ngoài. Thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó luôn. Nó tiền mà nó có nhiều vô là cất trong kết hết luôn á. Không ra được. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Đứa nào cũng là đầu tiên của đứa nào hết đúng không? Đúng rồi. Cố gắng nha, đầu cũng là cuối nha. Giữ nghe, giữ nghe. Đó, nếu được qua năm sau thêm đứa nữa nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến từ Tây Ninh. Từ Tây Ninh đến với chương trình này. Nghe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nghe. Rồi.